Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Cu, trú tại tổ 5, ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, lực lượng tuần tra Công an huyện Tân Biên đã phát hiện Nguyễn Văn Cu đang điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Sau khi dừng xe, ông Cu bất ngờ dùng tay đấm thẳng vào một đồng chí trong tổ công tác, khiến đồng chí bị thương ở miệng và chảy máu. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Cu bị công an xã Hòa Hiệp bắt giữ, lập biên bản về hành vi chống người thi hành công vụ.